Các bác thân mến, hôm trước tôi có unbox cái máy câu Daiwa Zillion SVTV kép ấy, là tôi cũng hết lời khen ngợi. Một cái máy câu nó nhỏ gọn, cầm rất là thích và cũng rất nhiều công nghệ trên máy và cực kỳ nhẹ. Thì Daiwa Zillion có khá nhiều phiên bản khác nhau, thì mà trên tay tôi có một phiên bản nữa. Thì cái này nó là Zillion SVTV kép các bác nhé, cái cũ là Zillion SV và TV kép. Thế còn trên tay tôi hôm nay có một phiên bản mới là hay là nữa là Zillion TV kép HD. À, nó khác ở cái chữ HD. HD thì là công nghệ Hyper Digigear của Daiwa, là các cái vòng bi, vòng quay, xoay, vòng bi và cái bánh răng của máy ấy, là nó cứng hơn 1,6 lần so với lại cái bền hơn, là cứng hơn 1,6 lần so với cái dạng bánh răng truyền thống của công nghệ khác của Daiwa nhá. Tức là cái này nó khá là to hơn và nhìn nó hầm hố hơn hẳn. Daiwa Zillion TV kép HD. Nó có chữ HD ở đấy, chứ không phải cái chữ SV nữa. SV là cái phiên bản của cái vỏ trắng này. Và máy nhỏ hơn. Thì còn đây, chúng ta sẽ có một cái TV kép HD. Thì cái này nhìn rất là oách luôn, to. Anh em chơi bạo lực là thoải mái. Không có túi tạc kèm, không có cái gì cả đâu. Chỉ có giấy sử dụng thôi. Tặng unbox rất là nhanh. Bỏ cái này ra đây đã cho nó gọn. Zillion TV kép HD. Nó to hơn hẳn luôn các bác ạ. Nhìn nó hầm hố ấy. Cái này sẽ phù hợp cho các anh em nào chơi theo phong cách gọi là nó hơi bạo lực và tay to một chút. Và thứ hai là muốn nhìn một cái máy câu nó hầm hố hơn một chút. Và đặc biệt là sang cái phiên bản HD này thì là hãng đã trang bị Max Seal ở trên body rồi. Công nghệ Max Seal nhá. Nhìn cái này nó hoàn toàn nó khác biệt so với cái Zillion TV kép SV TV kép các bác ạ. Bởi vì cái kia nó bé. Đây ta sẽ bỏ luôn cả cái TV kép SV ra để anh em chơi ấy, thì anh em có thể phân biệt và nhìn rõ được cái loại nào mà mình sẽ mua của Zillion nhé. Cũng là dòng Zillion thôi nhưng mà nó khác biệt hoàn toàn luôn. Đây trên tay tôi đây. Cái này là cái Zillion SV TV kép này. Cái này là Zillion TV kép HD. Nó to hơn hẳn luôn các bác. Trọng lượng lớn hơn, to hơn. Tay quay thì nó khủng bố hơn hẳn luôn. Đây các bác có thể nhìn thấy cái tay quay của cái HD là nó to mà nó tròn, dạng tay quay tròn, mút Eva. Còn cái kia nó là mút tay quay dẹt và nó bé như thế này. Rồi, cái này nó bé xinh xinh này thôi. Nhưng mà cái TV kép HD này nó to quác luôn. Đây ta sẽ đi một vòng. Ta sẽ xem cái này sản xuất tại Thái Lan. Và nhìn nó hầm hố hẳn luôn các bác ạ. Ví dụ như cái núm vặn này, núm vặn phanh bên này nhìn nó khủng khiếp luôn, nó to. Nó to dễ vặn cực kỳ luôn. À. Đấy. À, cái drag này nhìn cũng oách. Cái phần toàn bộ cái phần thiết kế trục của tay quay và cái drag này nhìn nó hầm hố. Và trên này là thậm chí còn có cả mấy cái bb kiểu đinh tán ở trên này ấy. Khi mình cầm cái này mình cầm cảm giác nó có một cái gg, nó rất là chắc tay. Cầm câu này cực kỳ, con này nó không lì mà nó có một cái nhám khi ta cầm vào. Spoon thì cái bấm gạt spoon thì đây. Phanh Max Seal thì Max Force thì bên trên. Nhìn này. Ôi nói chung là nhìn nó hoàn toàn nó khác biệt so với lại hai anh em mà cùng là Zillion, nhưng mà cái này là một tiểu thư đại các, như cái này là một anh chàng đầu gấu hoàn toàn luôn. Nhìn nó hầm hố hẳn luôn các bác ạ. Hầm hố hẳn đấy. Anh em nào thích chơi nhẹ nhàng thì là kiểu phong cách của chơi nhẹ nhàng thì chơi cái cây TV kép ASV TV kép này là hợp lý, đẹp, xinh, nhỏ. Còn anh em nào muốn chơi kiểu hầm hố bắt cá lớn một chút, khỏe hơn tí mà tay bàn khổ tay lớn ấy, thì là xin mời chuyển sang cái cây này. Thậm chí như các bác nhìn ở cái tay quay này, hãng còn trang bị thêm mấy cái vòng răng lòng đen bên ngoài, nhìn nó oách luôn, cực đẹp. Thế còn hệ thống dẫn dây T-Wing thì màu này, không phải màu trắng nữa, to hơn, đẹp hơn, nhìn nó vàng vàng. Còn cái kia thì nó là màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi. Cái này sang màu vàng mà nó lớn hơn. Ta sẽ gắn lên máy nhá. À xin lỗi, ta sẽ mở ra trước đi. Mở spool ra để ta nhìn cái spool, vì spool thì khá lạ luôn, nó là màu trắng. Mở spool ở dưới nó có một cái nút gạt ra và nhấc thẳng ra ngoài. Đó. Nhìn nó chắc chắn hơn hẳn, nó không mỏng manh nữa. Đồng nghĩa việc nó sẽ nặng hơn một chút và nó to hơn một chút. Đây spool đây. Ôi cái spool nhìn thấy nó bự luôn các bác, spool bự chảng luôn này. Spool nông luôn. Bên trong đây. Spool to lắm các bác.
Rồi, đặt vào đây. Chứa dây lớn. Đặt thẳng vào nhé. Xong bắt đầu ta gạt cái nút này là xong. Thế thôi, không phải xoay cái gì cả. Đặt lên cây cái máy xem nào. Cái cần thế nào. Cái này là một trong những cái máy khá là lớn. À, cầm thì thật ra như thế này. Đến đây tôi cũng chia sẻ quan điểm cá nhân của tôi một chút thôi. Tức là những cái dòng máy mà nhỏ thế này, ta sẽ gắn đến những cái cây cần cỡ action kiểu ML. Chơi nó sẽ rất là hợp lý và chơi phong cách cá vừa tầm, ví dụ như sộp, chuối sộp bé bé tầm cân 2 cân thì ok. Thế còn nếu như chơi những cái loại lớn hơn như kiểu vược hoặc là những cái con cá măng cái thứ ấy, mà những cái dòng máy nhỏ quá này thì nó cũng hơi thiệt thòi trong cái khâu ta giật cá. Và thứ hai là dòng cá cần phải đoác lớn hơn này. Thứ hai tay quay nó lớn thế này ấy, thì ta quay rồi thậm chí khi giật nó sẽ ôm cái, mình sẽ ôm cả cái máy luôn mà mình lôi cũng vẫn ok đấy, như cái con cá lớn. Thế còn anh em mà chơi phong cách kiểu cầm to thì đây, ta sẽ cầm lên tay phát là nhìn ra ngay dọc máy này, ôm ở đây, ôm vẫn ôm bình thường luôn các bạn. Nói chung là anh em nào mà thích hầm hố thì xin mời chọn cây này đi câu thì nhìn oách luôn. Độ mượt thì không có gì phải bàn cãi đâu, bởi vì là những cái này nó máy mới, máy công nghệ xịn thì thời gian đầu tôi quay mình mới tinh thì tôi cũng không thể cảm nhận được cái độ mượt của nó. Nhưng mà sướng nhất là cái núm chỉnh mồi bên này các bác, nó to, mình bấm nó dễ cực luôn. Cầm đang xoay này muốn chỉnh một tí này. Đây bên này là nút gạt ở phía trên này ấy, mình xoay này là mình không phải thò tay xuống dưới. Gạt đây, số mấy là cái là mình cân mồi thêm một chút là mình có thể ném phù hợp nhất. Đấy, chi tiết một cái máy câu. Nhìn anh chàng này thì là nó kiểu quái vật với lại người đẹp và quái vật, hai bạn này đi với nhau cũng là di liền nhưng mà khác biệt. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chi tiết sản phẩm này các bác vui lòng truy cập ở dưới mô tả của video này để xem nhé. Tôi lại tiếp tục chụp ảnh đưa lên website cả di liền TVK, SVTVK và TVK HD là đều dưới cái mô tả của video để dưới hết.